Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mây mây. Đây là những giai điệu quá đổi thân quen, khiến cho bất cứ ai khi nghe cũng cảm thấy bồi hồi, háo hức, mong muốn trở về đoàn tụ với gia đình mỗi dịp Tết đến xuân sang. Vậy nhưng không phải ai cũng biết, cha đẻ của những ca khúc này chính là cố nhạc sĩ nổi tiếng Minh Kỳ, người có xuất thân hoàng tộc kiêm cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa. Người ta nói, ông không có số hưng thịnh, một khi bước lên đỉnh vinh quang sẽ nhận sẵn cái kết lụi tàn. Cuối tháng 8 năm 75, trong sắc xuân sắp tràn về của năm 1976, không bao giờ có mùa xuân dành cho nhạc sĩ Minh Kỳ lần nữa. Trại cải tạo Biên Hòa, một tai nạn bí ẩn đã cướp đi mạng sống của người nhạc sĩ tài hoa, khi ấy mới chỉ 45 tuổi, cướp luôn chồng của một người vợ, cướp luôn cha của chính người con. Cho đến nay, điểm lạ tại ngôi mộ Hoàng Sơ, câu chuyện về sự ra đi đột ngột và lời trăn trối cuối cùng đau đớn của ông vẫn để lại trong lòng người hâm mộ nhiều khúc mắc. Nhạc sĩ Minh Kỳ, cái chết bí ẩn, lời trăn trối cuối cùng và điềm lạ sau nắp hồng quang. Nhạc sĩ Minh Kỳ, tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Mỹ, sinh năm 1930 tại Nha Trang. Theo gia phả của dòng họ thuộc triều Nguyễn tại Huế, nhạc sĩ Minh Kỳ là cháu đời thứ 5 của vua Minh Mạng, có vai vế ngang hàng với vua Bảo Đại, Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Từ năm 14 tuổi, Minh Kỳ đã được học nhạc ở trường dòng Gagarin Quy Nhơn, sau đó được gửi đi du học ở trường Bách Khoa Paris. Tại Pháp, ông tiếp tục làm quen với âm nhạc qua sách, rồi sau đó trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Sự nghiệp âm nhạc của Minh Kỳ quá nổi bật nên đôi khi khiến người khác thực sự quên rằng ông còn có một thân phận khác, đó là thành viên của lực lượng cảnh sát quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Sài Gòn. Chức vụ cuối cùng trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 của ông là Đại úy Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Dù giữ vai trò một cảnh sát, Minh Kỳ vẫn không thể tách rời khỏi niềm đam mê âm nhạc. Tại nhà cảnh sát Đô Thành, ông thường xuyên gặp gỡ một sĩ quan cảnh sát khác là nhạc sĩ Hoài Linh và cùng nhau sáng tác ra những ca khúc nhạc vàng đã trở thành bất tử như Chuyến tàu hoàng hôn. Xe lăn trong đêm khuất xa dần biết đâu tìm. Mưa thu bay bay. Biệt Kinh Kỳ. Ngày nào khi đất nước hết binh đao giữa đoàn hùng binh. Cánh buồm chuyển bến. Đường đời muôn tên sông hồ lắm bên có một niềm. Hay Sầu tím thiệp hồng. Hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn. Những ca khúc này lãng mạn, trữ tình là vậy, nhưng sự bay bổng đó đã được nhân lên gấp đôi, gấp ba lần khi Minh Kỳ, Lê Dinh và Anh Bằng thành lập nhóm Lê Minh Bằng nổi tiếng. Từ đó, con đường âm nhạc của Minh Kỳ thăng hoa chưa từng có. Nhiều nhạc phẩm nổi tiếng đã trở thành bất tử liên tục được ra đời, mà quen thuộc nhất có lẽ là Đêm Nguyện Cầu, ca khúc đầu tiên mà ba người cùng hợp tác phát hành năm 1966. Hay lặng tiếng nói vang trong tâm hồn mình ơi. Khi sáng tác, ngoài nghệ danh Lê Minh Bằng, nhóm nhạc sĩ còn dùng các tên khác như Vũ Chương, Mạc Phong Linh, Mai Thiết Lĩnh, Dạ Ly Vũ, Dạ Cầm, Tôn Nữ Thủy Khương, Phương Trà. Nói về nhạc sĩ Minh Kỳ, người bạn thân Lê Dinh không tiếc lời khen. Minh Kỳ làm nhạc xuất sắc, nhanh mà hay. Nhưng anh không văn chương, bóng bẩy trong lời ca. Không phải anh không làm được, mà là sẽ hay hơn nếu nhờ một người khác làm lời. Ca sĩ Hoàng Oanh phải công nhận, nhạc của Minh Kỳ tha thiết, trìu mến, giai điệu đơn giản, uyển chuyển, dễ đàn và dễ hát. Nét nhạc của ông trong sáng, bình dị. Vậy nhưng chính nhạc sĩ Minh Kỳ lại rất khiêm tốn nói thành công của ông tất cả là nhờ may mắn. Nhạc tôi mà được bạn trẻ mến ưa là vì tôi gặp cái may mắn diễn tả đúng vài tâm trạng của các bạn trẻ hoặc lúc nhớ người lính chiến. Tâm trạng ấy, tôi lại có cái may dùng nét nhạc dễ hát, dễ đờn, dễ nhớ để diễn tả. Ngoài ra, khi sáng tác những bản nói đến thế hệ trẻ trung, tôi cố quên tuổi tác cùng những lo nghĩ riêng tư mà đặt mình vào hoàn cảnh của họ để hiểu những thắc mắc, ước mong của họ. Nhạc sĩ Minh Kỳ và mối tình bị ngăn cấm, một đời tài hoa nhưng vắng số. Chương trình Người kể chuyện tình của truyền hình Vĩnh Long từng khắc họa vô cùng rõ nét mối tình không thành của nhạc sĩ Minh Kỳ và nữ ca sĩ Phòng Trà vô danh. Khi ấy, gia đình giàu có, khá giả của chàng nhạc sĩ khó lòng chấp nhận được người con gái với kiếp cầm ca không có bối cảnh.
ông thương cho thân phận người nghệ sĩ lên đên trong cuộc đời, nhưng lại không cách nào thay đổi được định kiến của gia đình mình. Mối tình với nàng ca sĩ này không được tác hợp đã làm nên một chấp niệm sâu sắc trong lòng nam nhạc sĩ. Ông tin rằng dù bị ngăn cấm, người ấy vẫn sẽ đợi mình. Vì tình cảm này, các sáng tác như Chuyện ba mùa mưa, Mưa trên xứ Huế, với những ca từ buồn đều như nói về nỗi nhớ da diết và những tiếc nuối của một nhạc sĩ dành cho người mình thương. Rồi hành trình đi tìm tình yêu đã mang nhạc sĩ về lại nơi xứ Huế. Chính lần trở về này giúp người nhạc sĩ gặp lại bóng hình năm xưa. Tuy nhiên, tư liệu về chuyện tình của nhạc sĩ Minh Kỳ thật sự rất hiếm và không nhiều. Dù đã gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, nhưng cái kết của câu chuyện tình giữa ông và nàng ca sĩ Thanh Đào năm nào đến nay vẫn chưa ai biết rõ. Dù vậy, có một điều ta có thể chắc chắn rằng, người vợ sau này của Minh Kỳ đã phải chịu đựng một nỗi đau đớn như rút tim khoan xương. Lấy nhau vào năm 1952 và trở thành người phụ nữ của Minh Kỳ, bà Nguyễn Thị Thi đã cùng chồng bôn ba từ Nha Trang vào Sài Gòn, cùng chồng nuôi nấng dưỡng dục 9 người con. Nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là một ngôi mộ cất vội, tên họ cũng không được ghi đầy đủ rõ ràng, nằm khuất dạng trong khu rừng hoang vắng. Nếu không tìm kiếm kỹ thì khó mà thấy được. Bí mật ngôi mộ hoang sơ khó tìm cùng câu chuyện về lời trăn trối đau đớn. Cấp bậc cuối cùng của nhạc sĩ Minh Kỳ là đại úy cảnh sát, nên sau năm 1975, ông phải đi tù cải tạo ở trại an dưỡng Biên Hòa, nơi những người bạn tù cùng thời cho biết là ông đã chết một cách bí ẩn. Theo nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ bỏ mình oan khổ trong trại cải tạo chỉ vì một sự giằng co, tranh chấp bán buôn đường sữa linh tinh, để rồi Minh Kỳ thiệt mạng vì một trái lựu đạn trả thù vô lối, trong khi anh không dính líu gì đến vụ này. Một số người cùng trại cũng đã kể lại câu chuyện thương tâm này. Trong đó, một người bạn tù của nhạc sĩ Minh Kỳ kể rằng anh đã gặp nhạc sĩ Minh Kỳ và đã tâm tình cùng ông một vài ngày trước khi ông qua đời. Người này ở nhà 1, còn Minh Kỳ ở nhà 3. Trong nhà 1, người này may mắn được xếp nằm kế hai người có quen biết nhạc sĩ Minh Kỳ, nên đã được họ giới thiệu với nam nhạc sĩ. Người bạn tù kể nhạc sĩ Minh Kỳ rất thầm lặng và ít nói, đặc biệt trong hoàn cảnh rối ren như lúc đó, ông Kỳ lại càng ít nói hơn nữa. Trong các cuộc nói chuyện, ông thường chỉ trả lời bằng một nụ cười buồn. Vào đêm ngày 31 tháng 8 năm 75, khoảng 9 giờ 30 tối, cả trại cải tạo đang chìm trong bóng đêm, thì đột nhiên một tiếng nổ lông trời kèm theo những tiếng la thất thanh và rồi tiếng còi báo động, tiếng chát chúa trên loa phóng thanh, lệnh cho tất cả cải tạo viên nằm yên tại vị trí, kẻ nào bước ra khỏi nhà sẽ bị bắn tại chỗ. Khi đám tù chúng tôi chưa hết hoang mang, thì tiếng xích sắt xe tăng T-54 tràn vào lại rít lên từng chập, chia nhau bao vây từng căn nhà. Hàng loạt bộ đội súng gắn lưỡi lê túa vào từng nhà, quát tháo chúng tôi đứng dậy ngay tại chỗ, hai tay để trên đầu. Tôi có cảm giác là chúng tôi sắp bị xử tử. Chúng tôi đứng bất động như vậy cho đến gần 10 giờ trưa. Nhìn qua khe cửa, tôi thấy mấy anh em tù ở nhà 3 khiêng một số người bị thương lên bệnh xá. Cả ngày sau, tất cả tù đều không được ra khỏi nhà, ngoại trừ đi ra cầu tiêu và ở đó cũng có đầy lính gác. Sau đó, đúng vào ngày 2 tháng 9, tất cả chúng tôi được đưa lên hội trường. Khi ấy, chúng tôi mới biết rằng nổ tối hôm ấy đã xảy ra tại nhà 3, làm chết và bị thương khá nhiều. Một số bạn tù ở nhà 3 và nhà kế bên kể lại như sau. Nhà 3 chứa khoảng 80 tù nhân, đa số là sĩ quan cảnh sát, nằm đối diện ngay trước khu trực ban và nhà hơn 5 mét và một hàng rào kẽm gai. Khi ấy tổ của nhạc sĩ Minh Kỳ đang họp để phân công nấu bếp vào ngày mai, thì một quả lựu đạn được quăng vào vách tôn ngay phía sau, làm 3 người chết tại chỗ và khoảng 8 người bị thương. Nhạc sĩ Minh Kỳ bị thương rất nặng, được anh em tù khiêng lên bệnh xá, cùng với những anh em bị thương khác. Ông bị thương ở ngực, bụng và cổ rất nặng. Biết mình sắp chết nên trăn trối với những bạn tù. Tụi mày về nói với vợ tao, ráng nuôi con tao, chắc tao không sống được. Sau đó máu ở ngực và cổ chảy ra lên láng, ông vừa la vừa rên, sao chân lạnh quá. Lạnh quá, sao bụng tao lạnh quá, sao ngực tao lạnh quá. Ông chết từ từ, chết từ chân đến bụng, rồi đến ngực cho đến lúc tắt thở. Một cái chết mà chính ông cảm nhận được, biết được nó đến với mình từng phút từng giây. Vậy là nhạc sĩ Minh Kỳ đã ra đi mãi mãi ở tuổi 45, để lại vợ và 9 người con. Ông được chôn cất tạm bợ tại một nghĩa trang vô danh trong một mảnh rừng hoang. Ngôi mộ được đắp đất sơ sài,
có tấm bia gỗ viết dòng chữ Vĩnh Mỹ màu đỏ. Đó chính là tên trong khai sinh của nhạc sĩ Minh Kỳ, Nguyễn Phúc Vĩnh Mỹ. Hiện tượng lạ trên ngôi mộ hoang sơ. Khoảng hơn một năm sau ngày nhạc sĩ Minh Kỳ qua đời, chính quyền mới tạo điều kiện để gia đình đưa ông về lại quê nhà. Nhớ lại những giây phút cuối được ở bên cạnh ba, Bảo Thi, con trai cố nhạc sĩ Minh Kỳ xót xa. Chính tôi chở ba tôi lên, lúc đó chở ba tôi tới cái chỗ tập trung là trường Petruski. Tại vì lúc đó thì mọi người đều nghĩ là đi học tập là một tuần hoặc là 10 ngày thôi. Sau đó khoảng 2 tháng mấy, 3 tháng sau thì tôi nghe có cái tin là ba tôi chết. Vợ nhạc sĩ Minh Kỳ, bà Nguyễn Thị Hà tâm sự. Khi đó cải tạo đi là lúc đó là như là tháng 6 thì thấy người ta nói đi có 10 ngày thôi. Chứ đâu có ngờ đi xong rồi đi luôn. Đi rồi xong rồi khoảng chừng 2 tháng là đã ở nhà tôi đã ông mất ở trong trại rồi. Rồi sau đó thì gần một năm mấy mới báo tin cho tôi ở nhà chúng ta. Tôi thì tôi không biết. Tuy vậy theo lời bà Hà, ngày chồng mất, bà đã mơ thấy ông. Đó là cơn ác mộng khiến bà sợ hãi vô cùng. Khi tỉnh dậy vẫn không khỏi bàng hoàng. Cái đêm đó, tôi ngủ, tôi thấy nhà tôi, ông mất. Tôi khóc quá, tôi khóc ơi là khóc. Đến khi mà tỉnh giấc lại, thì nhớ lại là ông nhà tôi, ông đi học tập. Thành thử ra mừng quá. Chứ nếu như mà để ý cái đêm đó thì... Bởi vì chính quyền chỉ thông báo mất, chứ không nói lý do. Nên đến nay, nguyên nhân thực sự dẫn đến vụ ném lựu đạn gây ra cái chết đột ngột của nhạc sĩ Minh Kỳ vẫn chưa rõ ràng. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, những người trong gia đình ông đã chứng kiến một hiện tượng lạ lẫm khi di dời mộ khỏi khu rừng hoang sơ. Con gái nhạc sĩ Minh Kỳ, tôn nữ Minh Thơ nhớ lại, ngày mở mộ của ba, cả gia đình cô đều giật mình khi thấy một lớp màn trắng bao kín giống như keo đang phủ lên thân xác người nhạc sĩ. Giống như là nguyên một cái tấm tra trắng bọc ở trên cái cuốn, trên cái xác của ba chị á. Giống như một cái lớp men vậy đó. Thì cái bác bên cạnh đó, bác thấy bác mới nói chứ nếu mà trường hợp của người Tàu hay người gì á thì họ không bao giờ họ dời cái mộ này hết. Cái mã mà như vậy là được kết tuyết thì sẽ rất tốt cho con cháu sau này, thì nên khuyên là không nên bóc mộ ba. Nhưng mà khi đó là cái chương trình mình đã sắp đặt thì mình phải bóc mộ ba về thôi. Trong tâm linh thì đây là hiện tượng ma kết, thường những ngôi mộ như thế sẽ tránh di dời vì nó thể hiện cho việc người khuất đã yên nghỉ nơi chính suối, không còn vương vấn oan nợ hồng trần, là một điềm lành sẽ mang đến may mắn thịnh vượng cho con cháu. Nhỡ ai không biết mà đào mộ kết thì sẽ ảnh hưởng đến cả gia tộc. Nhỡ ai không biết mà đào mộ kết thì sẽ ảnh hưởng đến cả gia tộc. Tuy nhiên, khi đó chương trình đã ghi hình, cuộc di dời vẫn được tiếp tục. Nhạc sĩ Minh Kỳ đã được đưa về yên nghỉ tại nhà thờ Tân Định, cách không xa nơi ông từng mở lớp dạy nhạc dưới cái tên Lê Minh Bằng. Trong cuộc đời và sự nghiệp ngắn ngủi của mình, nhạc sĩ Minh Kỳ đã để lại cho đời hàng trăm bài hát nổi tiếng. Ông luôn được xem là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu nhất của dòng nhạc vàng trước năm 1975. Năm 2006, Trung tâm Asia đã thực hiện chương trình Asia năm 2 Huyền thoại Lê Minh Bằng vinh danh ông, cùng với hai nhạc sĩ Anh Bằng và Lê Dinh. Cùng hội ngộ trên sân khấu, nhưng nhóm Lê Minh Bằng khi ấy đã không còn đủ đầy bởi kẻ sống người chết âm dương cách trở. Nhạc sĩ Lê Dinh xúc động nói: "Thưa quý vị, anh Minh Kỳ trong nhóm Lê Minh Bằng đã qua đời. Chữ Minh đứng giữa hai chữ Lê và Bằng không còn nữa. Nhưng những người còn ở trên dương thế, anh Bằng và Lê Dinh, vẫn có lúc nào anh Minh Kỳ cũng như là ở bên cạnh chúng tôi." Nhạc sĩ Anh Bằng cũng nghẹn ngào: "Ba anh em chúng tôi trong nhóm Lê Minh Bằng có thể ví như là một chiếc kiền ba chân. Anh em chúng tôi một lòng đoàn kết để phục vụ văn học và nghệ thuật quê hương. Anh Minh Kỳ năm 75 ra đi, chỉ muốn được ra đi và có một đứa con đi theo. Nhưng anh đã ra đi, và ra đi có một mình từ một trại tù, và anh ra đi không bao giờ trở lại." Hôm nay nhóm Lê Minh Bằng, kẻ sống và người chết đều thành thực cảm ơn quý vị khán thính giả đã ủng hộ chúng tôi từ 4-50 năm trước đây. Chúng tôi một lần nữa xin thành thực ghi ơn và cảm tạ quý vị.